Rồi đi vô nè. Vô. Vô mẹ học rồi. Mẹ học rồi. Sao bữa nay đi học về vụ gì nhà giàu nhà nghèo chào bà cô chú nha. Bữa nay này mới bước tâm tâm về nọ bà cô chú. Về tới nhà là tiết mục mát, vừa mát rồi vừa kể chuyện ở lớp làm sao. Ủa hồi nãy tâm em nói cái gì vậy, mẹ nghe chưa có rõ nè. Mấy bạn nhà giàu mà con nhà nghèo. Sao con nghèo, ai nói con nghèo? Ai nói mà nghèo nghèo, con nghèo, con nghèo. Ai nói mà nghe. Ai nói nhà mình nghèo, khóc cặp qua đi con, khóc cặp qua đi. Đi sao? Đó, mình nghèo. Sao con biết nhà mình nghèo vậy? Tại vì mẹ mua kẹo cho mấy bạn. À, mẹ mấy bạn mua kẹo cho mấy bạn rồi cha hứa con về cha không mua đó hả? Dạ. Ăn kẹo hoài rồi, tại con sổ mũi con bị ho nè, cha không mua đó. Con không bị bệnh, hôm nãy con tính đi giờ con không học bệnh. Mẹ bạn mua kẹo với bạn. Rồi cái là cha nói với con là cha nhà nghèo không có tiền mua kẹo hả? Ô nghèo chịu nghèo đi con ơi. Nghèo chịu nghèo đi, giờ có cặp nè. Trời ơi không mua kẹo. Cha này thiệt là. Con vậy có tập chưa đi con? Chưa. Mày chào bà cô chú. Tâm, lại đây cha hỏi cái này, nói cho bà cô chú biết. Bữa nay con không có đòi kẹo. Đúng không? Bữa nay đi về là đi về luôn, không có đòi kẹo mà. Nhưng đổi mà... thừa cha là sao? Cha. Sao con? Muốn ăn chuối. Muốn ăn chuối hả? Dạ. Rồi ok. Nhưng mà còn cái vụ mà Tâm em nói nè. Cha dạy đúng không? Không, đặc biệt không có luôn. Con cũng không dạy luôn. Không dạy sao về tới nhà Tâm em mát liền vậy? Ê, ai dạy con? Tại mẹ cũng lấy bạn. Cha mẹ bạn mua kẹo cho bạn, con mới mát. Ôi sao đổ thừa cha không mua kẹo là nhà nghèo vậy? Ủa nhà con có kẹo mà. Nhà con kẹo nhiều luôn á. Kẹo cô cho con ăn chưa hết nữa mà giờ con đòi mua về. Cái vụ kẹo thôi mà có cái gì mà giàu nghèo nữa. Nhưng mà con nghèo thiệt hay nghèo giả? Ủa con nghèo thiệt mà bà cô chú. Ôi. Lớn hả Tâm biết rồi bà cô chú. Mày dự định mày quay thôi nhưng mà nghe Tâm nói là giật mình luôn đó bà cô chú. Tâm chị có nói gì với em không? Hả? Hai chị em chắc cũng tâm sự dữ lắm nè. Bữa nay đi về là đi về luôn, thẳng băng về luôn á, không có đòi kẹo nữa. Rõ ràng con dựng chuyện rồi. Con dán nhà nghèo nè. Đi học gì rách cái áo rồi nè nha. Sao vậy? Đi học gì rách áo rồi? Ủa? Sao vậy? Đâu? Nè, Tâm em đi học gì? Bữa nay nè, hôm nay đi về hai đứa là mặc hai bộ đồ khác nhau nữa nè. Đúng. Mà do em cảm bị ướt áo đúng không? Nó nhỏ thôi. Bà cô chú ơi. Nó nhỏ thôi nghe. Rồi biết rồi, đừng có nói nhiều. Bà cô chú rồi, mất cỡ rồi, chạy trốn đi đâu đi. Vô đi tắm. Vô cho tắm cho.